Hello, xin chào cô chú anh chị, các bạn đã đến kênh Chăn Nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên cặp bò xin chữa chú anh chị. Hai con này đều có lứa, hai con này đều đang chữa lứa thứ ba hết nha. Đó. Trước khi em gửi hình ảnh chi tiết về hai con này, xin cô chú anh chị mình đăng ký kênh nha, ủng hộ em nha, để theo dõi những clip mới nhất. Đây, hai con này đều là nọc nhảy nha. Đó, giờ em gửi hình ảnh chi tiết cho cô chú anh chị mình xem nha. Thấy bò không? Tàn khủng nha. Đó bò chú anh chị. Đó, em quay tầm xa nè cho chú chị mình xem ngắm nghía nguyên còn dạng con bò nha. Đây, gây hồng không, cái con mình thùng bự nè, cao 1m34, khoảng 1m34 đấu xuống. Cái con mà nhỏ bên đây cao 1m36 đấu xuống nha, hai con nè, chiều cao nằm khoảng 1m36 đấu xuống, con 34 còn 36 nữa. Con thùng bự này là ôm lúa thứ ba nọc nhảy nó, giờ em quay sái tích cho cô chú chị mình xem nha. Theo quan sát là chân cẳng hoàn thiện hết, hai con này chân cẳng hoàn thiện nha. Rồi sái nè, đó sái ha, sái nghiêm chỉnh chú chị. Sái lưng nè, sẽ lưng hoàn thiện nha, chín luôn, sẽ trắng cũng chín luôn nha. Đó, khuôn mặt đẹp không? Con này cái thùng không thùng hết phương nha, mẫu nuôi đúng mẫu nuôi luôn nè. Đó, đang ôm chữa lứa thứ ba. Đây, yếm nè, đúng là đầy đủ ha. Xương nè, chân nè, em quay chân cho cô chị mình xem. Chân trước nè, đây, chân xương ha. Đó, chân sau, thấy nó đi không? Bò da mỏng nè, nhuyễn nha chú anh chị. Đây, lông nhuyễn nè, con này thì chú nhà nói là nó đẻ hai con lứa đầu, mắt rất mắt sữa. Dạo lúng nè, hay lúng nè, thấy là dạo lúng không chú anh chị? À, chân nè hoàn thiện nha. Đó, con này chủ nhà đưa ra giá là 48 triệu, còn thương lượng nha. Thùng lớn là con này khung thùng rất lớn nha chú anh chị. Mấy em đo mà nào, chiều cao mão là khoảng 1m34 cho nên cũng không chính xác, khoảng thôi cho con bò nó đi em không có đo chính xác được ha. Đợi nè, lông nhuyễn nha, da mỏng, sái tích thì nghiêm chỉnh, chân cẳng là hoàn thiện, móng nè, móng sò nha, thấy không? Đây, vú nè, con này thì 5 vú, nó có 1 vú đeo, báo cho chuẩn luôn. Chân sau nè, thấy không? Thấy đúng đây không? Thùng lắc to nha, con này thùng lớn. Qua con thứ hai, con này là chữa là 7,5 tháng rồi nha. Nó vú nó móp lại rồi. Giờ em qua con thứ hai chữa 7 tháng. Thôi con này là chữa 7 tháng rồi cô chú anh chị. Chiều cao nó khoảng 1m36 bò. Chân cẳng nè, thấy không? Móng hoàn thiện nha, móng sò nha. Chân trước nè, cầm đứng thẳng, hai con này cầm đứng thẳng hết, dạo lúng nè, thấy không? Vú con này thì 4 vú nha, cũng đang ôm lứa thứ ba, ôm chữa lứa thứ ba. Sái lưng nè, chín luôn nha, sái lưng chín luôn. Đó, sái tráng mình chú anh chị ha, sái tráng hoàn thiện ha. Con này thì giá chủ nhà đưa ra là 41 triệu, cũng còn thương lượng hai con bắt. Thì cô chú anh chị thấy ưng cái hai con này thì bắt giá là 89 triệu còn thương lượng ha. Đó, hai con này đều là tàn lớn nha, thùng dữ. Đó, em quay tầm xa nè, tầm xa mà vậy thấy không? Hai con này đều là nọc nhảy nha, chứ không phải là nọc cấy nha chú anh chị.
đít nè, qua to nè, thấy không? Rồi đó ha, màu một màu không có lan đốm gì hết nha. Đó đây, chân cẳng hoặc hiện cầm đứng thẳng ha, qua đen to nha chú chị, chữa 7 tháng rồi nè. Thì hai con này em bán thì bao chữa bao lòi luôn nha cô chú chị, mình cũng yên tâm nếu mình mua về trong vòng một tuần nữa mình khám, nếu mà không chữa thì mình liên hệ cho em nhận hàng về lòi luôn vậy luôn, bao lòi. Nếu mà con bò nào nó lòi là trong vòng cô chú chị về cho ăn uống no đại đi, nó lòi là lòi, chứ không phải là con nào mà nó lòi là đợi 9 tháng nó mới lòi đâu nha chú chị, 8 tháng mới lòi đâu, con nào lòi là về lòi liền đó. Thì cô chú chị mình thấy xe mà ưng ý thì liên hệ cho em nha, giá là 49 triệu hai con này còn thương lượng. Chừng thấy không? Nè. Thấy không? Yếm nè. Đẹp không? Không sao ha. Đó. Em quay từng chi tiết, em quay tầm xa nè, em đi vòng vòng này tầm xa cho chú chị em xem nè. Đó, ngắm nghía ha, có gì liên hệ cho em, số điện thoại trên màn hình, nhanh tay kẻo lõi nha chú anh chị. Hai con này xin like và like xin tàn lớn nha. Đó, cái sông lưng thấy ghê không, cùm mình đứng thẳng hết ha, dài lực ôm sát mình ha. Đây dài ôm sát mình ha, đây con bự nè, con bự tàng, con này khung khung thùng dạo thùng bự nè, giá này cũng hơi nhích hơn, cũng 8 triệu còn thương lượng con này ha. Thì cô chú chị xem ưng ý phù hợp túi tiền thì liên hệ cho em ngay. Hai con này đều một màu hết, không có lan đốm gì hết nha chú anh chị, thấy không? Tướng nè, thả đòn dài chuẩn nha, tàn lớn nha chú anh chị ha. Đó dài ôm sát mình hết nha, đây là cái đuôi thắt ăn không, cái đuôi bẹ nha. Đó mà con này là 7 tháng rưỡi nè, con này là 7 tháng ha, ngọc nhảy hết gây cặp mình không. Đó con này sống lưng nè, cặp mình nè, khủng nha. Đó xin tàn lớn, đó thấy ghê hồn không. Thì em theo em báo giá hoài hình ảnh chi chân thật nha, không có lừa gạt hết, không phóng to thu nhỏ hết. Đó hình ảnh mà phóng to thu nhỏ thì cô chú chị mình xem thì mua bán không được nha, em bán không được, cô chú chị mua không được luôn, nên em quay sao hình ảnh ở ngoài vậy nha. Thì cô chú anh chị mình thấy ưng ý thì liên hệ, em nhắc máy liên hệ ngay, kẻo lõi nha, coi đùi nè, khung xương hết biết không, cầm đứng thẳng, móng móng sò ha, đúng yếm rồi, đầy đủ ha, xé bấm đồ nghiêm chỉnh. Thôi giờ em xin kết thúc video tại đây, mong cô chú anh chị mình thấy ưng ý thì liên hệ với em ngay nha. Đó bò là sạch bò hết nha, bao lòi lú bao chữa luôn nha chú anh chị. À, muốn bán thì tạo uy tín cho chú chị mình mua nó dễ bán ha. Đó.